làm các bài tập trong bài luyện tập để rèn luyện kỹ năng tính nhẩm, kỹ năng đặt tính rồi tính, kỹ năng tìm số bị trừ hoặc số hạn chưa biết, kỹ năng giải bài toán và kỹ năng vẽ hình nhé bạn. Bắt đầu làm bài tập 1 đi nào bạn. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. 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 Cửa hàng chúng tôi có tổng cộng là 84 ô tô và máy bay. Cô ơi! Cháu đếm được có 45 chiếc ô tô. Ừ, đúng đấy cháu. Vậy cửa hàng có bao nhiêu máy bay? Đúng rồi, bạn giỏi lắm.
Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Mình có minh họa về bài này cho bạn dễ tính ít nha. Đây là tấm vải lớn, chưa biết bao nhiêu mét hết. Mình cắt bán hết 22 mét, thì còn lại 28 mét từ sơ đồ này là bạn đã tìm được chiều dài của tấm vải rồi đó. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm.